An lên tiếng. Hàn lên tiếng. Yeah. Ở đây người ta nói là Superman, đó là cái người này. Người ta cho biết đã nói gì đây? Nói gì đây? Là nhanh hơn một cái viên đạn. Tức là ý nói là Superman là sẽ di chuyển nhanh hơn một viên đạn, đúng không nào? Đó, thì cái câu phát biểu đầu tiên cho biết rằng Superman đã nói rằng là sẽ nhanh hơn một cái tốc độ của một viên đạn. Và chúng ta thấy cái viên đạn này nó di chuyển với tốc độ là bao nhiêu? Dạ, 1924 miles per hour. Chúng ta thấy là nó đang so sánh về tốc độ, đúng không? Một cái là tốc độ của Superman, một cái là tốc độ là của cái viên đạn. Thì người ta mới hỏi hỏi là cái phương trình nào mà cái T này chỉ cái gì đây? Chỉ Là cái gì? chỉ thời gian bằng tiếng. Thời gian, và D được xem là đại lượng khoảng cách, đúng không? Chúng ta thấy hai cái biến, một biến là T và một biến là D. Thì cái này nó còn gọi là hai cái đại lượng. Cái tên của nó có thể gọi là hai cái đại lượng. Đại lượng thời gian và đại lượng khoảng cách. Và mỗi cái đại lượng nó đều có cái đơn vị của nó. Ví dụ thời gian người ta tính bằng giờ, khoảng cách tính bằng mét. Thì bây giờ người ta nói tiếp là mô tả cái tốc độ nhanh hơn tốc độ của cái viên đạn này. Thì người ta hỏi cái phương trình nào để mô tả cái điều đó. Chúng ta suy nghĩ thử xem. Người ta hỏi cái phương trình nào. Where ở đây là người ta mô tả cho biết là T là thời gian, D là khoảng cách. Và mô tả được cái tốc độ nó nhanh hơn. Thì theo như Hà Anh thì nó là cái nào? Theo cách nghĩ của mình thôi. Nó đang nói về cái quan hệ, đúng không? Nói về quan hệ. Thì chúng ta thấy cái nào là nó mô tả cái đó. Theo suy nghĩ của Hàn. Rồi bây giờ thử một bạn cho ý kiến để bạn Hàn tham khảo xem. Thầy mời bạn Minh Khôi nào. Chúng ta thấy ở đây người ta cho cái tốc độ của cái gì đây? Cái này là tốc độ của cái gì? Viên đạn. Tốc độ của viên đạn nó là 1924. Vậy cái tốc độ này nó là cái tỷ lệ giữa cái gì với cái gì? Tỷ lệ giữa cái gì? Miles per hour. Tỷ lệ giữa quãng đường và thời gian, đúng không nào? Khi mà chúng ta nói cái tỷ lệ giữa quãng đường là distance trên đơn vị thời gian, thì chúng ta ra được cái tốc độ. Tốc độ. Và chúng ta biết được cái tỷ lệ của cái viên đạn là mấy? 1924 Một ngàn bao nhiêu? 24. 24. Còn nếu mà nói về tỷ lệ của Superman, Superman là D trên gì? Cũng là T luôn. D trên T. Thì nó sẽ phải bằng một cái con số nào đó, đúng nào? Nhưng mà cái con số này nó lớn hơn hay nhỏ hơn so với cái tốc độ bên này? Lớn hơn. Lớn hơn. Vậy thì chúng ta phải xác định nó lớn hơn. Vậy thì chúng ta xem coi là cái tỷ lệ của cái Superman, cái nào nó sẽ lớn hơn cái này? Nhìn vào. CD. C với D. Chúng ta thấy là cái phương trình này, nếu chúng ta thiết lập lại, nó chính là D trên T thì bằng 1950. Tức nghĩa là cái chấm hỏi này là 1950, thì nó sẽ lớn hơn cái tốc độ của viên đạn. Và D cũng vậy. D trên T là bằng 2000, nó lớn hơn cái này. Còn riêng A với B thì chúng ta thấy là hai cái tỷ lệ này bé hơn. Đúng không bạn Hán? Hán. Yeah. Rồi.
Vậy thì chúng ta thấy là nó đang hỏi chúng ta để xem chúng ta có hiểu cái tốc độ của Superman nó là cái nào hay không. Vậy thì chúng ta phải nhận diện ra được cái tốc độ chính là cái hệ số mà đã thiết lập lên phương trình. Đây, thầy bấm nha. Theo hai câu trả lời của bạn. Rồi, thầy chọn hai cái này. Bạn nào đồng ý giơ tay cho thầy xem. Bạn nào đồng ý hai câu C và D giơ tay. Thầy hỏi đồng ý cái đã. Rồi, thầy kiểm tra cho các bạn xem nhé. Khi nói về cái tỷ lệ quãng đường trên thời gian của bất cứ chuyển động nào thì nó đều thiết lập từ cái việc mà D trên T. Thì chúng ta sẽ ra được một cái con số mà người ta hay ký hiệu là chữ A đấy các bạn. Hoặc là chữ K cũng được, muốn lấy chữ nào cũng được. Thì cái chữ K này nó là hằng số thể hiện cái tốc độ. Bây giờ nếu chúng ta nhân nó lên thì chúng ta sẽ được D là bằng K nhân T. Vậy thì nếu chúng ta nhìn vào chúng ta biết T là biết input thì chúng ta hiểu K này chính là cái hệ số về tốc độ. Đó, hệ số về tốc độ. Và chúng ta nhìn các phương trình này chúng ta phải nhận ngay đây là tốc độ, đây là tốc độ, đúng không? Vậy thì tốc độ nào nó sẽ thỏa mãn là nó sẽ nhanh hơn tốc độ của viên đạn người ta đã cho. Thì chúng ta thấy là chỉ có hai cái hệ số này thôi là chúng ta xác định được. Đấy, xác định được. Bởi vậy người ta mới nói đây là quan hệ về tỷ lệ giữa quãng đường trên thời gian. Từ đó chúng ta suy ra được cái phương trình. Thầy, rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Thầy sẽ sửa thêm một lần nữa để những bạn nào mới chưa hình dung để chúng ta có một cái nhìn nó rõ ràng hơn. Thầy mời bạn Khải. Bạn Khải. Rồi. Ở đây người ta cho cái Usain Bolt này được xem như là một người gì? Chạy nhanh nhất trên trái đất. Người nhanh nhất trên trái đất. Không, chưa gì hết. Anh ta đang ghi một cái kỷ lục là như thế nào? 100 mét. Chạy 100 mét. Tức là cái quãng đường họ Nãy chạy giờ đấy. ông lấy biến linh biến hải. Trong 100 mét thì anh ta mất bao nhiêu giây nhỉ? Mất nhiều đây? Khải, mất bao nhiêu giây? Yeah, 958 giây. Ở đây là chúng ta xác định được thời gian cho cái quãng đường này. Và cái kỷ lục đó được thiết lập vào năm 2009. Đúng chưa? Và người ta giả sử cái người này chạy với một cái tốc độ là constant speed. Tức nghĩa là cái tỷ lệ này là nó cố định đấy. Cố định. Chúng ta xác định được cái tốc độ bằng cách lấy cái gì? Làm sao để tính tốc độ đây? Mà Khải, Tính tốc độ là lấy nhiều quãng đường có rồi, thời gian có rồi thì nó là bao nhiêu mấy? Chả nghe gì hết. 100 chia 958. À, 100 chúng ta chia cho 9.58, thì chúng ta sẽ ra được là cái tốc độ của này thì chạy. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là cái phương trình nào với T là thời gian tính theo giây và D là khoảng cách mô tả cái tốc độ lớn hơn tốc độ của anh chàng này. Cái nào? Cái nào? Cái nào? Cái nào Khải? Tập trung mà trả lời chứ gây mất thời gian các bạn quá. Rồi thầy mời bạn khác đi. Mời bạn Kiệt nào. Kiệt. Dạ thầy. Trả lời cho thầy biết coi là cái phương trình nào đang mô tả cái tốc độ mà nó lớn hơn tốc độ của anh chàng này. Phương trình nào? Vậy là phương trình, Phương trình em nào? nghĩ là
Phương trình D thì ạ. Đây, bây giờ chúng ta thử so sánh coi bằng cách nào nhé. Nếu thầy làm tròn cái mẫu số này này, thầy xem như nó là 100 trên 10 đi. Thì chúng ta thấy là hai cái phân số này, hai cái tỷ lệ này thì cái nào nó lớn hơn? Cái nào lớn hơn? Cái trên hay hay cái dưới? Cái dưới lớn hơn. Cái dưới lớn hơn. Khi chúng ta tăng mẫu số thì phân số nó càng càng nhỏ hay càng lớn? Nó đang từ 9 chấm thì tăng thành 10. Thì chúng ta thấy cái phân số này nhỏ hơn hay là lớn hơn? Dạ là nó sẽ nhỏ hơn này, cái À, trên lớn. vậy thì chúng ta thấy cái trên nó phải lớn hơn cái dưới chứ, đúng nào? Dạ. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta ra được cái này là 10 này, 100 chia 10 có phải ra 10 không? Vậy Dạ thì cái tốc độ của bạn bô này nó lớn hơn 10. Vậy thì chúng ta thấy cái nào là đúng? lớn 10 hơn trong 10 tay thì được không? Còn nếu chúng ta không làm theo cách này thì chúng ta cũng có thể chia cũng được nha. Chúng ta lấy máy tính, chúng ta bấm, chúng ta chia ra thì nó ra khoảng bao nhiêu? 100 chia 9.58 ra nhiêu? Có bạn nào bấm không? Không, để thầy bấm vậy. Rồi thầy chia nhá, thầy lấy 100 này. Thầy chia cho 9.58. ra 10,4 này, khoảng 10,4. Từ từ từ, thầy thấy thầy bấm bị nhầm rồi. 100 này thầy chia cho 10, à thầy chia cho 9.58, nó ra là 10.4. À, cái tỷ lệ này nó ra là 10.438 đấy. Vậy thì chúng ta thấy là cái tốc độ nào lớn hơn tốc độ này? Dạ là cô đề. À, câu D. Đấy, thì chúng ta xác định được là cái tỷ lệ nằm trong cái phương trình của câu D này nó lớn hơn cái tốc độ của anh này. Đấy, chúng ta xác định nó ra. Rồi, thầy mời bạn Khoa nào. Khoa đâu? Dạ là đây này. Rồi, tương tự như thế. Chúng ta thấy là cái cửa hàng bán đồ này này thì người ta Dạ. có cái discount. Thì bây giờ người ta cho biết là trên cái đồ thị này trục ít là đại diện cho cái gì? Trục Chụp ít ít là đại diện đại cho diện cho cái giá đồ cái gì? Giá gì? Original price là giá gì? Giá gì? Giá gốc đúng không? đúng rồi. À, giá gốc chưa có giảm gì hết. Y là đại diện cho cái giá mới. Giá mới. Vậy thì ở đây người ta mô tả một cái đối thủ cạnh tranh là theo cái phương trình này. À, theo phương trình này. Tức là P là giá gốc, còn S là giá mới, là sau khi discount. Vậy thì người ta hỏi là cái cửa hàng nào bán giá tốt hơn? Thì chúng ta dựa vào đâu để chúng ta có thể tính được nó? Gì ở cái graph á thầy? Graph với là cái phương trình Rồi. đó luôn rồi. Rồi, bây giờ chúng ta thấy là cái cửa hàng Big Deal thì nó dựa trên cái graph. Thì cái graph này cho chúng ta biết cái gì? Graph này cho biết gì? Đây là của Big Deal nhá. Thì cái graph nó cho mình biết cái gì? Biết gì? À, giá gốc là 400, Dạ, giá có 400, vậy thì giá mới là giá mấy? 200 này. À, 200. Thì chúng ta biết được cái gì? Biết được cái gì? Để chúng ta có thể xây dựng được cái, chúng ta trả lời cái câu hỏi là ai bán giá tốt hơn. Vậy thì chúng ta phân tích là cái câu hỏi giá tốt hơn là dựa trên cái gì? Làm sao để xác định được cái giá tốt hơn? Gì? Dựa đến gì? Cái sale Cái giá tốt hơn, ý nói là cái đơn giá bán hàng
Người ta không có quan tâm tới là bạn giảm bao nhiêu, nhưng mà người ta cần biết được cái đơn giá, đúng không? Rồi, thì bây giờ chúng ta xác định cái đơn giá của đồ thị là một cái nào? Unit price là dựa trên cái gì? Một rồi à, một phần Là hai giá bán trên một phần một cái, hai đúng không? một cái ạ. Mà ở đây chúng ta có biết được cái nào là giá bán trên một cái không? Dạ không rồi. Không, bởi vì nó chỉ cho mình biết là giá gốc và giá mới thôi. Dạ. Vậy thì chúng ta không dựa trên đơn giá thì chúng ta dựa trên cái nào? Dựa trên gì? Cái quá có thể Chúng ta dựa trên giá mới được không? là Là cùng một cái giá gốc. Vậy thì cái giá mới của ai rẻ hơn? Đấy. Chúng ta xác định được cái gì? nó tốt hơn rồi. Tốt hơn. Rồi. Bây giờ chúng ta có S bằng 0.6B nha. Rồi thầy biểu diễn luôn. Thầy biểu diễn này. S bằng 0.6B. Vậy thì thầy có thể vẽ cùng cái đồ thị để thầy xác định được không? Bây giờ cái đồ thị của nó là gì? Thầy vẽ cái đồ thị này. Với giá gốc bằng 0 thì giá mới bằng mấy? Giá gốc bằng không thì giá mới cũng phải bằng Bằng mấy? Thế bảo. chắc là Giá gốc bằng 0 thế vào đây thì giá mới nó bằng mấy? không luôn rồi. Không. Bây giờ thầy muốn xác định cùng cái giá là đầu vào là 400 đi. Thì giá mới nó sẽ là mấy? Giả sử như thầy so sánh trên cùng cái giá gốc là 400. Bây giờ cái này nó là nhân cho 0.6 thì nó ra giá mới là mấy? Là mấy? 0.6 nhân 400 là nhiêu? 20 200. 4 giờ đây là Ôi, 4 240. Vậy thì có nghĩa là thầy đang lấy hai cái tọa độ, một cái là 00 nằm đây, một cái là với đầu vào là 400 thì cái đầu ra là 240. Thầy vẽ ở đây 400 thì nó ra chỗ này 240, đó nó nằm đây nha. Vậy thì thầy có thể vẽ một cái đường thẳng đi qua hai điểm này đó. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết được là ai rẻ hơn không? Có biết dạ không? biết dạ Ai? cái cũng là big deal Big deal. Thì chúng ta thấy là với giá gốc 400 thì bây giờ giảm xuống thì cái big deal thì nó cũng chỉ có 200 thôi. Còn cái thằng thằng cửa hàng ban đầu, cái thằng thứ hai này này nó cho chúng ta cái phương trình này này. Đúng không? Thì chúng ta thấy là 400 nó giảm thì nó bán vẫn là 240. Vậy là chúng ta thấy nó mắc hơn. Vậy thì vẫn thấy big deal. Rồi, ý kiến của bạn là như vậy thì các bạn khác cho ý kiến xem ai đồng ý với bạn là big deal giơ tay. Thông thường chúng ta muốn biết ai bán giá rẻ hơn thì chúng ta sẽ dựa vào cái đơn giá. Nhưng mà cái này chúng ta không biết số lượng, người ta chỉ biết là cùng một cái mặt hàng với giá bằng này thì nó bán bằng này. Thì bạn xác định được cái big deal là rẻ hơn. Rồi những bạn khác thì sao? Phải không thấy phản hồi gì hết. Thì có chỗ nào thắc mắc? Bây giờ chúng ta không có nhiều cơ hội để chúng ta ôn nữa, mà chúng ta sẽ học tới luôn. Chúng ta ôn lần này nữa thôi, nên chúng ta phải vững. Bạn nào chưa hiểu chỗ nào hỏi ngay. Thầy chưa thấy bạn Hà Anh và Đình Khang cho ý kiến này. Có chỗ nào thắc mắc không Hà Anh, Đình Khang? À không ạ. Chúng ta nên nhớ là cái phương trình này nó cũng là sell price, là nó dựa trên cái giá gốc ấy, đúng không? Và nó giảm giá. Chúng ta nên nhớ cái 0.60 này này là nó sẽ giảm là bao nhiêu phần trăm. Thầy mời bạn Đình Khang. Đình Khang.
Dạ. Cho thầy biết dựa trên phương trình này chúng ta biết được cái cửa hàng này discount bao nhiêu phần trăm trên cái giá gốc? Discount là mấy phần trăm ạ? Bao nhiêu? À, 60% ạ. Sao lại discount 60%? Chúng ta học về cái percent là như thế nào? Là giá gốc là P. Chúng ta trừ cho cái giá giảm, tức là cái số tiền nó giảm là gì? Là R phần trăm nhân cho gì? Nhân cho giá gốc. Đúng không nào? Vậy thì chúng Vâng. ta ra được cái giá mới. Đó. Vậy thì nếu chúng ta rút P ra thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu? Một Là trừ chúng ta mấy? một một trừ R. R. Mà nếu mà 1 trừ R mà chúng ta ra được 0.6, tức R bằng mấy? Tức là R là 0.4 ạ. Vậy là nó discount bao nhiêu phần trăm? Discount là 40% ạ. Chúng ta nhớ nha, chúng ta học bài về percent rồi, cái này là chúng ta xài lại thôi. Thì cái R này nó là cái phần trăm nó đã giảm giá, thì chúng ta nhân cho P, nó là số tiền đã giảm giá. Vậy thầy lấy giá gốc thì trừ cho số tiền đã giảm giá thì nó sẽ ra được P trừ R nhân P, đó là biểu thức. Nếu thầy rút P ra ngoài thì chúng ta được 1 trừ R, thì nó chính là cái hệ số. Mà cái hệ số này thì chúng ta cũng xác định được cái phần trăm đã giảm. Rồi, bạn nào nắm được cái discount giơ tay giờ thì sao? Chúng ta nhìn vào hệ số chúng ta phải đọc được discount nó là 4% nha. Rồi, vậy là chúng ta phải phân biệt được cái đó đó, bởi vì chúng ta sẽ học những cái nội dung sau nó xài tới cái này. Rồi, vậy thì chúng ta cũng thấy là cái phương trình này, cái hệ số nó là 0.6, hay khác là chúng ta thấy được cái tỷ lệ chỗ này là 0.6. Còn nếu chúng ta nhìn vào đồ thị này này, thì chúng ta thấy tỷ lệ nó là bao nhiêu? Ở Đình Khang, tỷ lệ nó là bao nhiêu? Dạ, tỷ lệ Y chia X nó là mấy? Y chia X Là nhiêu? là Y chúng ta lấy đại diện nó là 200. Chỗ này đúng hai không? trăm trên một trăm Cái ạ, 400. Vậy tỷ lệ nó là nhiêu? là 1/2 ạ. Thì chúng ta chia ra nó là 1 phần 2, tức là 0.5. 0.5. Vậy là chúng ta thấy là cái đồ thị này cho biết là cái giá mà được mua đấy nó chỉ bằng một nửa so với giá gốc. Còn này là gì? Nó bằng 0.6. Vậy thì cái 0.6 này là cái giá mua mình vẫn bị lớn hơn, đúng không nào? Chúng ta dùng cách này có thể xác định được không bạn Quang Minh? Được không? Quang Minh, trả lời. Dạ, được. Chúng ta thấy rằng đối với phương trình này cho chúng ta thấy là cái giá mới đó nó bằng 0.6 so với giá gốc. Còn cái phương trình của cái đồ thị đấy thì nó cho thấy là cái giá chúng ta mua đấy nó chỉ bằng một nửa thôi. Vậy chúng ta có biết được là cái nào rẻ hơn không, Quang Minh? Dạ biết. Rồi, vậy là cũng là big deal đúng không? Dạ. Ok các bạn. Mời mời bạn từng nghĩ đi. Từng nghĩ. Dạ. Rồi. Trả lời cho thầy bài này xem. Ở đây người ta cho chúng ta là cái phương trình này. Đúng không? Vừa một cái là bảng. Thì hai cái này nó quan hệ như thế nào? Người ta mô tả là cái unit rate, nghĩa là cái tỷ lệ thay đổi của y. Phải không nghĩ? Chỗ này Dạ. có phải tỷ lệ thay đổi của y không? Vậy thì Dạ thầy thay cái chữ này bằng một cái ký hiệu Hy Lạp là chữ delta. Đó. Thì thầy gọi cái sự thay đổi của y so với sự thay đổi của us. Được không? Y nó nói vậy đó. Định nghĩa là số lượng của y đã thay đổi cho một đơn vị thay đổi của x.
Ví dụ như thầy nói là y nó là 8, delta y nó là 8, delta x nó là 2, tức nghĩa là delta x nó thay đổi là mấy mấy đơn vị đấy nghi Giờ 4. đâu, thầy đang hỏi delta x thay đổi mấy đơn vị đấy, Ủa dạ 2. 2. Vậy thì cái delta y là thay đổi mấy? 8. 8. Bây giờ thầy muốn tìm cái sự thay đổi trong một đơn vị thôi thì thầy biến cái Chịu. hai là thành mấy? À, Thành thầy muốn một nó thầy. thay đổi chỉ một đơn vị thôi, thầy biến số 2 là thành số mấy? Số 1. Số 1. Thầy làm gì để được thành số 1? Giải chia 2. À, chia 2. Vậy thì để nó tương đương thì 8 này thầy có chia 2 không? Dạ có. Có. Vậy thì nó sẽ là bằng mấy? Bốn trên một. Ta nhớ cái tỷ lệ này nó thay đổi đúng không? Như thế nào? Nó cố định nha. Thầy gọi cái này là cố định nha các bạn. Cố định đấy. Các bạn thấy tỷ lệ nó có thay đổi không Nghi? Tỷ lệ nó có thay đổi không? Dạ không. Không. Chúng ta thấy là nó luôn luôn bằng 4 trên 1. Luôn luôn bằng 4 trên 1. Dù cho cái này là 8 thì cái này nó phải là 2, đúng không? Mà nếu thầy có thấy cái sự thay đổi của nó là 16, delta y thay đổi là 16 thì delta x nó phải thay đổi là mấy? Dạ bốn. 4. Thì nó mới đảm bảo cái sự này, sự tương đương này. Nên người ta mới định nghĩa cái con số mà có mẫu số chỗ này là một này, thì người ta định nghĩa cái này là unit rate nha các bạn. Nghĩa là người ta sẽ bốc cái này ra thôi, người ta định nghĩa nó là unit rate, và người ta gọi cái unit rate này bằng một hằng số k. Và chúng ta thấy là delta y chia x nó bằng k, thì bắt đầu chúng ta làm quen cái tỷ lệ thay đổi trên y trên tỷ lệ thay đổi trên x. Chúng ta thấy nó bằng một cái hằng số cố định, và cái điều này nó tạo ra một cái khái niệm nó gọi là phương trình tuyến tính, hay còn gọi là phương trình đường thẳng. Đó. Thì ý người ta đang định nghĩa cho chúng ta cái chỗ này, định nghĩa thôi. Thì bạn nào hiểu cái định nghĩa này giơ tay để xem. Chúng ta hiểu định nghĩa này thì chúng ta mới nói chuyện về slope, slip gì đấy mà chúng ta học. Chúng ta không hiểu định nghĩa sự thay đổi này là chúng ta sẽ bị rối ngay. Tại vì người ta đang đi tìm cái quan hệ thay đổi trên y và cái thay đổi trên x thì nó như thế nào, thì người ta xem cái hiện tượng của nó là cái tỷ lệ này nó luôn luôn là một con số cố định, thì người ta thấy nó chính là đường thẳng. Rồi, vậy thì ở đây người ta cho chúng ta cái bảng mô tả cái sự thay đổi đó, và cái phương trình này cũng mô tả cái sự thay đổi đó. Thì bây giờ bạn nghi cho thầy biết coi là trên bảng này tỷ lệ nó thay đổi nhiêu đây. Dạ không, không chấm bốn. Cái sự thay đổi từ 0.4 lên 0.8 đấy, thầy gọi cái đó là delta y, và cái delta y đó bằng 0.4. Và chúng ta nhìn lên cái sự thay đổi của x thì nó là bao nhiêu? Dạ một. 1. Đó, thầy lại tìm tiếp, tìm tiếp. Sự thay đổi kế tiếp nó là nhiêu đây? Bao Dạ nhiêu đây? không chấm. Cái sự thay đổi của y này cũng là 0.4. Và cái x này thay đổi cũng là một đúng nào, và tiếp tục như vậy. Vậy thì từ đây cái bảng này chúng ta cũng thấy được là delta y trên delta x nó cũng bằng mấy? Bằng mấy đây, ghi vào. Bằng 0.4 trên 1. 0.4 trên 1 nha, 0.4 trên 1. Và cái 0.4 trên 1 này thầy có thể hiểu ngầm thì bỏ đi, nó là 0.4 được không? Dạ được. Được. Và có khi người ta lại ghi là 4 phần 10 được không? Dạ được. Được. Muốn ghi nào cũng được cả. Nhưng mà thường người ta thích ghi số thập phân nha các bạn. Đây là chúng ta thấy phổ biến. Nó ghi 0.4 là đơn giản nhất, không cần đổi gì hết. À. Vậy là chúng ta xác định được là cái bảng, cái tỷ lệ thay đổi nha. Chúng ta nhớ nha, cái chữ rate ở đây này này là tỷ lệ thay đổi trên một đơn vị, thì nó chính là 0.4 trên 1, và thầy hiểu ngầm nó là 0.4, thầy viết cái hằng số này thôi.
Còn cái trên phương trình này cho chúng ta thấy tỷ lệ thay đổi nó là mấy? Dạ 0.25. À, vậy thì người ta đang hỏi là cái nào lớn hơn, của phương trình hay là của bảng? Cái nào lớn hơn? Dạ của bạn. À, chúng ta thấy cái bảng tới 0.4 mà phương trình có 0.25 mà. Nên chúng ta chọn cái bảng nha, chọn cái bảng. Thầy mời bạn Thúy An nào. Dạ. Cái này hình như là nó cũng lặp lại rồi nhá, lặp lại cái lúc nãy rồi nên chúng ta bỏ qua đi, tương tự như lúc nãy thôi. Bây giờ thầy ôn cái thứ hai mà bạn Thúy An còn vướng mắc chỗ này. Thì ngày hôm nay là các bạn phải hiểu cho thầy, nếu không hiểu phải hỏi ngay, đừng có để bụng, đừng có để về nhà. Vô lớp là phải hiểu bài, ra lớp thì là thuộc luôn. Bây giờ chúng ta vô học là chúng ta đã phải nắm bắt, chúng ta hiểu, còn chưa hiểu phải hỏi ngay chứ chúng ta để bụng làm gì. Rồi bạn Thúy An trả lời cho thầy xem. Ở đây người ta nói Tara đang đang làm gì? Đang lấy một cái này nó là cái gì Thúy An? Thúy An. Cái trường kim À, cái hả? xung điện nha. Tại vì nó liên quan đến cái gì? Là đo đến cái nhịp tim trên màn hình, nó gọi là cái xung. Cái xung điện nó thể hiện cái nhịp tim. Là người ta đo bằng đơn vị gì đây? DM ạ. À, BPM tức là bao nhiêu nhịp trên một phút ấy. Nếu chúng ta rờ lên tim của chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy là trong một phút mà chúng ta đếm được bao nhiêu cái? 60 cái chẳng hạn, tức là tim của chúng ta đã đập 60 cái. Vậy thì trên màn hình đấy là chúng ta sẽ thấy là gì? Nó dao động như vậy này. Vậy thì người ta đo từ đây đến đây là một nhịp, đúng không? Nó lên xuống đây là hai nhịp, đúng không? Hai nhịp, tức là người ta nhìn cái xung xung điện để chúng ta biết được là cái khoảng thời gian nó chạy từ đây cho đến đây. Đó, thời gian ấy. Là chúng ta thấy là chúng ta đi qua mấy cái đỉnh, đây đỉnh này đến đỉnh này chúng ta gọi một nhịp, đây hai nhịp. Đó, nếu mà chúng ta hiểu nó thì chúng ta sẽ đọc được cái biểu đồ trên cái nhịp tim. Nhưng mà đại loại chúng ta chưa quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm là chúng ta lấy tay rờ trên 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 ngực ấy, chúng ta thấy là nó đọc bao nhiêu cái, đại loại vậy cho nó dễ. Rồi thì người ta cho biết cái nhịp tim nhá, heart rate là nhịp kịp tim, rất thể hiện là gì đây? Một phút đập được mấy cái? Phút đập Mấy được 60 cái. cái? À, một phút 60 cái, hai nhịp là phải 120, ba nhịp là phải 180, à, 3 phút là phải 180. Đó. Thì bây giờ yêu cầu chúng ta vẽ cái quan hệ này, thì chúng ta vẽ sao? Vẽ sao? Một phút mấy cái đây? Sáu Đây, chúng ta thấy là một phút này, nó thể hiện một phút này là phải 60 cái. Thầy kéo cái chấm ở đây được không? Được không? Dạ. Rồi, cái thứ hai là gì? 2 phút là mấy? 2 phút là mấy? Là mấy cái? Yeah. 120 cái. Vậy là mỗi một vật nó là 5 cái. Làm sao chúng ta vẽ được? Đúng không? Sao chúng ta vẽ được? Thì làm sao chúng ta vẽ đây? Cho thầy ý kiến xem. Nè. Vẽ đồ thì quan hệ giữa x và y, với x là đại diện cho số phút, y là đại diện cho cái nhịp tim. Vậy thì nó nói là 1 phút thì chúng ta vẽ được, nhưng mà 2 phút thì làm sao chúng ta vẽ được? Sao đây? Cái này có thể là các bạn lúng túng, các bạn không biết vẽ đây này. Bạn Thúy An có ý tưởng nào không? Thúy An? Có không? Không ạ. Không Hả? ạ. Không. Không ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ coi. Nếu nó tăng 1 phút là nó tăng bao nhiêu nhịp? Bao nhiêu nhịp? Một Mấy đây? phút là
60 nhịp ạ. tăng 60 nhịp. Vậy thì nếu mà nó là 0 phút, tức là nó tăng lên 1 phút này, vậy thì nó cũng sẽ phải tăng bao nhiêu nhịp? Tăng mấy? Tăng 60 luôn, đúng không? Chúng ta thấy là cứ tăng 1 phút là tăng 60 nhịp. Vậy thì 0 phút thì nó sẽ là bao nhiêu nhịp? Bao nhiêu? Không phút, Không, không không nhiều ạ, là bao nhiêu nhịp? Bao nhiêu? không nhiều ạ. À, không nhịp. Vậy thì chúng ta cũng biết được nó sẽ đi qua không này, đúng không? Vậy thì cái hiện tượng mà các bạn không vẽ được đấy là chúng ta thấy rằng, ủa 2 phút sao không vẽ, 2 phút rồi nó bọt bọt lên tới 120. Thì cái này là gì? Nó đang thử mình xem có hiểu hay không. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn đưa về không, giơ tay để xem. Đó, chúng ta phải thông minh lên một tí nha. Chúng ta biết được là 1 phút tăng 60 nhịp. Vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu là nếu mà nó tăng nửa phút thôi, 1/2, thế từ 60 nó sẽ phải tăng, không phải là 60 nhịp mà nó tăng 30 nhịp thì nó thành 90. Vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu được, chúng ta dùng cái phương pháp là gì? 1 phút rưỡi thì chúng ta lên 90. 1 phút rưỡi, đúng nào? Đây, vậy nó có đi qua không không bạn Thúy Anh? Đi qua không? Có. Đó. Vậy thì chúng ta có rất nhiều cách, bởi vì chúng ta hiểu được cái tỷ lệ delta y trên delta x, tỷ lệ thay đổi đấy. Chúng ta thấy nó cho chúng ta biết là tăng y tăng 60 nhịp thì delta là tăng 1 phút, đúng không? Vậy thì bây giờ thầy muốn tăng nửa phút thôi, tức là thầy chia trên dưới cho 2, tức là chỗ này là tăng nửa phút, 1/2, thì chỗ này là 60 chia 2 thì nó chính là 30. Thì cái tỷ lệ này chúng ta thấy nó vẫn cố định nha, nghĩa là nửa phút thì nó tăng 30 đấy. Từ 1 phút thì tăng lên nửa phút thì thầy biết được cái giá trị của nó cũng từ 60 tăng lên 90. Vậy nó là dữ liệu nằm đây, thầy cũng xác định được nha. Khi chúng ta hiểu được cái này, chúng ta sẽ trả lời được. Và thầy biết rằng các bạn về nhà chúng ta lúng túng với cái vẽ này, bởi vì chúng ta không xác định được nó, đúng không bạn Nghi? Đúng không Nghi? Có gặp vấn đề này không? Dạ. Có không? Trả lời xem. Dạ có. Có. Đấy, bây giờ hiểu chưa? Dạ rồi. Ok. Rồi. Bởi vì cái này nó khó và thầy thấy một vài bạn còn lúng túng nên thầy hướng dẫn kỹ cho các bạn cái này. Thầy chấp nhận chậm hơn một tí và hướng dẫn kỹ hơn để cho các bạn làm tốt cái này cho thầy. Rồi, mời bạn Hà Anh nào. Hà Anh. Dạ. Rồi, ở đây người ta cho mình cái gì đây? Vẽ một cái đường thẳng và cho cái quan hệ tỷ lệ như thế nào đây? Quan hệ như nào đây? Proportional. Z của cái ý, tức là delta gì? Delta gì? Là rise. Delta ý chia cho cái gì đây? TX Delta S bằng mấy? Bằng mấy? là 5/3. 5/3. Nghĩa là ở đây cho chúng ta thấy là cái delta S nó thay đổi 3 đơn vị thì cái y nó thay đổi mấy đơn vị? 5. 5 đơn vị, đúng không? Và người ta còn nói cho chúng ta là chỗ này là gì? Nói một cách khác là thay đổi trên x một đơn vị thì nó sẽ thay đổi 5/3 đơn vị của y, nghĩa là sao? Giải thích cho thầy này sao? Giải thích làm sao chỗ này? Chúng ta sẽ bị lúng túng khi chúng ta thấy cái này là tỷ lệ thay đổi là 5/3.
Vậy thì tại sao nó nói cái câu là ít thay đổi một đơn vị thì nó thay đổi y là 5 phần 3 đơn vị? Tại sao nó có cái này? Bây giờ thầy có thể biến cái delta x này nó thành một được không? Bằng cách nào? Thầy chia mấy? Chia Chia ba. mấy? Chia 3. Tức nghĩa là thầy lấy cái mẫu số này là 3, thầy chia 3 nhá. Vậy thì cái tử số, tức là ở trên thầy cũng phải chia mấy? Ba. Chia 3. Thì chúng ta sẽ ra được nó là cái gì? Đọc đi. 5 chia 3 nó có phải là 5 phần 3 không? Dạ. 5 phần 3. Còn ở dưới mẫu số nó là gì? Dưới nó là gì? Một. Là 1. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ xem cái 1 này là sự thay đổi của ai? Của ai đây? Là cụ x. Là của x. Tức là x nó tăng một đơn vị thì cái y nó sẽ tăng mấy đây? Y nó tăng mấy? Là 5/3. Năm ăn 5 phần 3 đấy, nhớ chưa? Rồi chúng ta hiểu được cái câu người ta phát biểu, người ta cho cái trên này xong rồi cho thêm cái dưới này, có phải bị lúng túng không anh? Dạ. Rồi chúng ta nhớ rằng cái này nó đang nói là delta y là sự thay đổi của y đấy. Đấy, tức là giá trị y sau bằng y trước cộng 5 phần 3, hay nói cách khác là cái giá trị ban đầu, ví dụ như cái y thầy cho nó bằng 3 đi, thì cái y mới nó sẽ là mấy? Y mới nó là mấy? 3 cộng mấy? Cộng mấy? Cái y ban đầu nó là 3. Vậy thì cái sự thay đổi của nó là 5 phần 3 thì thầy làm gì? Thầy lấy cái y ban đầu thì cộng thêm mấy? 5/3. 5 phần 3. Và nếu cái x ban đầu của thầy á mà nó là bằng bằng à, bằng 2 đi, thì cái x mới của thầy nó là mấy? X mới là mấy? Sự thay đổi của nó là tăng một đơn vị này, vậy x mới nó là mấy? 2 cộng mấy? Là 2 cộng Cộng mấy? 5/3. Sao cộng 5 phần 3? 5 phần 3 là sự thay đổi của y nha. Còn sự thay đổi của x nó là cái nào? Là một chứ. Nên chúng ta mới gọi cái mới này là 2 cộng 1, đúng chưa? Nắm được vấn đề chưa? Cái 5 phần 3 này là sự thay đổi của ai đây? Hàn, sự thay đổi của Là ai? cô em Của y thôi. Còn cái 1 này là sự thay đổi của ai? là x. Của x. Vậy thì nếu cái giá trị y ban đầu của thầy là 3, vậy thì cái y mà sau khi thay đổi đấy là có phải chúng ta cộng thêm cái delta y không? Đúng chưa? Còn nếu giá trị của x ban đầu là 2, thế giá trị x mới thì chúng ta lấy cái cũ, chúng ta cộng thêm cái sự thay đổi của nó thì nó thành 1. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào đây. Nhìn vào đây. Bây giờ chúng ta xem coi là cái đường thẳng này thể cái quan hệ làm sao đây. Bây giờ cái gốc của nó là từ 0, 0 đi. Thì bây giờ cái tỷ lệ thay đổi này nó sẽ cho chúng ta biết là gì đây? X là thay đổi mấy? Là 3. 3. Vậy thì từ cái x gốc là 0 đấy, thì x nó phải chạy sang số mấy? Là 3. 3. Còn cái y là nó sẽ tăng mấy? Tăng mấy? 5. 5. Rồi chúng ta đi lên 5 này. Rồi vậy là chúng ta đã dựa trên cái tỷ lệ này này là chúng ta biết được cái x ban đầu nó là x y nó là 0 0. Vậy thì khi cái tỷ lệ thay đổi delta y trên ta là x mà đề bài nó cho là bằng 5 trên 3, thì chúng ta hiểu rằng số 3 đây là sự thay đổi của x. Vậy thì x nó sẽ phải thay đổi từ cái 0 0 này là x bằng 0 này, nó tăng 5, 3 đơn vị là dịch chuyển, có phải? Cái y nó tăng 5 đơn vị chúng ta dịch chuyển lên đây.
Đó. Đồng ý chưa bạn Hán? Vậy vẽ. Dạ. Rồi, vẽ được cái này rồi nha. Và chúng ta biết được phương trình của nó là gì không? Phương trình nó là gì? Chúng ta biết cái tỷ lệ của nó là 5 trên 3 rồi. Và cái gốc của nó đi từ 0 thì nó cũng chính là y trên x. Biết tại sao không? Bởi vì chúng ta lấy y trừ 0 trên x trừ 0. Nó bắt đầu từ 0 mà. Bởi vì cái bài toán nó không cho biết bắt đầu từ giá trị nào thì chúng ta lấy là từ 0 0. Vậy thì thầy cũng suy ra được là y trên x là bằng 5 trên 3. Vậy thì thầy nhân hai vế trên x được không? Hàn. Được. Nhân hai vế cho x thì cái x này thầy đơn giản thầy sẽ còn lại là y bằng bằng mấy? Là 5/3. Rồi, 5 phần 3 x nha. 5 phần 3 x. Vậy thầy viết vào đây là y bằng 5 phần 3 x. 5 phần 3 x. Thầy dạy chỗ này rất chậm để cho cả lớp có thể nắm được đó. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn, giơ tay để xem. Bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn, giơ tay. Bởi vì thầy thấy các bạn về vấn đề slope là hơi lúng túng. Nên thầy phải dạy kỹ chỗ này. Để chúng ta hiểu được sự thay đổi cái này so với sự thay đổi của cái kia là bao nhiêu. Thầy chưa thấy bạn Khoa và bạn bạn Quang Minh thầy có thắc mắc chỗ nào không? Chúng ta phải phản hồi nhanh để thầy biết được bạn Quang Minh đang học hay làm như thế nào. Chúng ta không hiểu chúng ta phải phản hồi, còn chúng ta học thì phải nghiêm túc chứ không phải thầy gọi thầy hỏi đi mất tiêu đâu nhé. Như vậy chúng ta không nghiêm túc là thầy cũng rất là khó để thầy quan tâm cho cái việc học, bởi vì chúng ta không nghiêm túc. Rồi thầy mời bạn Khải đâu? Khải. Khải. Dạ. Rồi. Lúc nãy chúng ta nói về cái unit rate đúng không? Unit rate. Để thầy vẽ lại cái đồ thị cho chúng ta. Thầy lấy luôn cái này cũng được. Ví dụ như thầy vẽ đại cái này đi. Thì cái đường thẳng của chúng ta đây này. Thì có phải lúc nãy chúng ta vừa mới nói là sự thay đổi này là sự thay đổi trên gì đây? Đấy. X. Tức là thầy ký hiệu nó là delta x. Đúng không? Còn từ đây thầy tăng lên cái này. Thầy gọi cái này là sự thay đổi trên gì? Trên y. Và chúng ta cũng thể gọi cái delta y này. Nó gọi là cái đường đi lên. Nó gọi là rise. Nha. Rise. Còn cái delta x này chúng ta gọi nó là run. Run. Là đường ngang, còn kia là đường đứng. Vậy thì người ta xác định nghĩa cho chúng ta khái niệm slope. Slope là cái gì bạn Khải? Slope là cái gì? Là gì? Độ Nó là độ dốc, đúng không? Độ dốc dạ là người ta sẽ lấy đường đứng là rise chia cho run. Chúng ta đo này, để đi từ vị trí này tới vị trí này là chúng ta phải đi theo đường ngang này là bao nhiêu, rồi chúng ta đi tới nó là bao nhiêu. Nghĩa là chúng ta đang đo cái sự thay đổi trên y tỷ lệ với thay đổi trên x là như thế nào. Vậy chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết sự thay đổi của nó là nhiêu không? Slope nó bằng mấy? nó bằng 1 chia cho 0.3. Sự thay đổi của y này là 1. Còn sự thay đổi của x này là 0.3. Đúng không nào? Nếu chúng ta lấy bên trong này chúng ta cũng thấy là 1. Còn cái này là 0.3 y chang. Vậy thì chúng ta điền cái slope của chúng ta là bao nhiêu đây? Là nhiêu? Là nhiêu? 1 chia 0.3 thì nó là mấy? Chúng ta đổi ra phân số đi nó là mấy? Ba chấm Cái gì? ba Sao 3 chấm? Chúng ta để phân số đi.
Nhân trên trên dưới cho 10 cho thầy xem. Là 10 trên ba mấy? 10 trên mấy? 10 trên 3 không? Thầy nhân trên dưới cho 10 thì trên là 10, dưới là 3 chứ còn gì nữa. Vậy thầy sẽ điền vào đây là 10 trên 3 nha các bạn. 10 trên 3 là nó thể hiện cái slope. Thay vì thầy ghi nó là 1 trên 0.3 thì thầy thay bằng này. Nghĩa là chúng ta hiểu cái slope nó chính là cái delta y trên delta x. Và nó cũng chính là 10 trên 3. Vậy thì cho thầy biết là sự thay đổi trên x là mấy đơn vị đây? ba 3 đơn vị thì y nó phải thay đổi là mấy? mừng 10. Thì từ đây chúng ta mới vẽ được đồ thị như thế nào đây? Sự thay đổi trên x là 3, vậy là dịch chuyển qua mấy đơn vị? ba 3 đơn vị. Và cái sự thay đổi trên y là mấy? mừng M. Là thầy đi xuống hay đi lên nhỉ? nghe đi lên Tại sao đi lên? tại vì nó là số dương. À, số dương, chúng ta nhớ là sự thay đổi nó là 10. Đúng không? Là 10. Bây giờ nếu thầy ghi lại cái này là sự thay đổi cái này là trừ 10 trên trừ 3 được không? Đúng không Khải? Thì có giống nhau không? Giống không? À, yeah. Giống. Thế là thầy không thích thay đổi kiểu đó, thì thay đổi kiểu này được không? Là ức thầy giảm 3 đơn vị, thầy lùi về trừ 3 được không? Được. Được. Sau đó là sao? Kéo Sau đó xuống số 10. cái y thầy phải giảm xuống mấy? Từ 10. Trừ 10. Nhưng mà xui cho mình là chỗ này nó không cho. Được không? Nó không thể xuống được trừ 10, đâu xuống được đâu. Nên chúng ta sẽ dùng cái này là chuẩn nhất, là 3. Ít thay đổi là 3. Cái này là 10. Rồi, bạn nào nắm được cái sự thay đổi vẽ đồ thị này giơ tay để xem. Lúc trước thầy tưởng các bạn là nắm rồi, đúng không? Nhưng mà qua một vài bài thì thấy các bạn là còn lúng túng cái này lắm. Nên thầy phải dạy kỹ chỗ này nha. Rồi. Bạn Kiệt không thấy giơ tay thì không biết rằng đang học hay đang làm gì. Hay thấy dễ quá lo ra. Dạ Thầy không. hỏi có phản hồi. Bạn Quang Minh cũng không thấy phản hồi gì này. Không biết là đang học hay đang làm gì đây. Rồi, thầy mời bạn bạn khác đi. Mời bạn Đình Khang đâu? Đình Khang. À. Bây giờ làm sao đi tìm unit rate cho thầy đây? Tìm unit là Người ta mô tả mình cho chúng tìm ta gì đây? là cái relationship của D và T ấy thì tăng 5 D nếu Ví dụ tăng tao nói cái 2 này tăng 2 năm D là cái gì tăng năm? Cái gì tăng năm? tăng tăng 5 T. À, tức nghĩa là không phải tăng 5T mà T tăng 5 đơn vị đúng không? Vâng. Người ta nói rằng tăng 5 đơn vị trong trong T thì chúng ta phải hiểu là cái T này nó thay đổi 5 đơn vị. Đúng chưa? Là delta T nó thay đổi là 5 đơn vị. Đúng không? Còn người ta nói cái này là cái gì? Cái gì? Cái gì đây? À, Cái tăng 2 D. delta D là nó tăng 2 đơn vị. Vậy thì chúng ta lập tỷ lệ của delta D trên delta T là bằng cái này. Đúng không Đình Khang? Vâng. Vậy thì chúng ta biết được unit rate của chúng ta là mấy? Là mấy đây? Và 2/5 ạ. 2/5. Và chúng ta cũng có thể đổi nó ra đa số thập phân đi, là nhân trên dưới cho mấy? Dạ là Nhân cho mấy để đổi số thập phân? 4/10. À, chúng ta đổi số thập phân là mẫu số nó thành 10 hoặc 100. Thì chúng ta nhân 2 thì 5 nó thành 10, chỗ này là thành 4. Và chúng ta đổi nó ra là không cho mấy?
Thành 0.4 ạ. Rồi, thầy ôn chậm cái chỗ này để các bạn hiểu rồi. Rồi, 0.4. Đấy. Nhưng mà khi chúng ta để 0.4 thì nó lại rất là khó vẽ hơn nha các bạn. Thế bây giờ người ta yêu cầu là cái unit rate thay đổi này thì giờ chúng ta phải vẽ đồ thị. Thì cái này nó không cho là tại thời điểm T bằng 0 thì D bằng mấy thì chúng ta lấy chuẩn nó bằng zero nhé. Đâu cho bắt đầu lúc nào đâu. Rồi bây giờ chúng ta dựa lên tỷ lệ này chúng ta vẽ hình vẽ sao đây? Vẽ sao? Hướng dẫn này xem. Đình gang vẽ sao? Dạ là dạ là 5 ăn T T qua chỉ mấy? cho 2 đây. Là T món này màu 5. T qua 5 đơn vị đúng không? Từ 0 đó. Vâng. Giá trị ban đầu là 0. Bây giờ nó tăng 5, chúng ta phải thêm 5 vào. Còn cái D thì nó từ 0, nó tăng mấy? 2 ạ. Tăng 2, chúng ta kéo đây. Rồi. Vậy thì cái cách mà chúng ta đi từ 0 này là giá trị ban đầu. Thì cái T này nó phải tăng 5, tức là nó trở thành là 0 cộng 5 thì nó thành 5 đấy. Còn cái D nó đang từ 0, nó tăng thêm 2, vậy là lên 2. Vậy thì chúng ta biết được cái tọa độ mới của chúng ta nó là 52. Rồi, bạn nào đồng ý giơ tay xem. Cái này thầy phải kiểm tra kỹ trước khi chúng ta học sang cái phần về slope. Cái việc chúng ta không hiểu slope chỉ là chỗ này rồi, nên thầy phải dạy kỹ chỗ này để chúng ta không còn vướng mắc chỗ này nữa. Được chưa các bạn? Rồi, chúng ta làm thêm một câu nữa rồi chúng ta ra chơi. Mời bạn Khoa. Dạ. Rồi, vẽ đồ thị này thầy bắt đầu từ số mấy? Số mấy? Tới bằng mấy? Bảy rồi. Chúng ta lấy hết bằng 0 chứ. À Lấy không nhỉ. à, tới bằng 0 thì y bằng mấy? Y bằng 2/7. Tại tay 0 vào đây. Thì 2 phần 7 nhân 0 thì nó ra mấy? Bằng không luôn rồi. Bằng 0. Vậy thì cái tọa độ của chúng ta là bắt đầu từ 0, 0. Được chưa? Rồi bắt đầu từ 0,0 nhé, thầy chấm rồi đó. Bây giờ chúng ta dựa vào cái slope để chúng ta vẽ được không? Là đen tết nó tăng mấy đây? À khoa, đen tết tăng mấy? Tới tăng 2/7 Đâu, tôi đang hỏi đen tết cơ mà. Chúng ta nhớ cái này nó là cái gì đây? Nếu chúng ta chuyển trên y tay trên này tớ thì trên chúng ta tay trên lấy đen mặt bắt tớ đầu từ không, là y bằng hơi. cái này là không đúng không, thì chúng ta thấy cái chỗ này nó là 2/7. Vậy thì cái 2/7 này, cái y chữ x này, y chữ không này, nó có phải là đen tay y không? Phải đen tay y không? Còn cái Phải dưới rồi. này nó là đen tay x. Vậy thì chúng ta đọc thử xem coi là đen tết thay đổi mấy đây. Đen tết là bằng mấy? Bảy 7. Vậy là chúng ta phải cho nó tăng 7 đơn vị này tới đây. Rồi y nó tăng này. mấy? Hai này. Rồi chúng ta lên đây và chúng ta xác định được cái tọa độ mới của chúng ta là bằng này nha. Vậy là chúng ta thấy nó là 72. 72 là chúng ta đang vẽ dựa trên cái sự thay đổi này. Ở trường các bạn có thể học theo cách khác. Học theo cách khác là gì? Chúng ta lấy giá trị x bằng 0, chúng ta biết y bằng 0, chúng ta kẻo bảng ra. Đúng không? Chúng ta học theo cái cách này này. Là chúng ta lấy một cái giá trị khác như là x bằng 7 để chúng ta tìm ra được, chúng ta thế vào đây y bằng bằng 2 thì chúng ta chấm tọa độ là 72, chúng ta cũng tìm được đúng không các bạn, cũng tìm được. Thì đa số là các bạn dùng cái cách này để chúng ta tính. Tuy nhiên thầy đang muốn làm rõ cái quan hệ tỷ lệ nên thầy muốn các bạn dùng cái cách là gì, từ cái 0,0 này chúng ta dựa trên cái slope để chúng ta hiểu được là từ đến đây là nó tăng 2 đơn vị. À, thầy xin lỗi, cái ít này nó tăng 7 đơn vị. Còn cái y này là tăng 2 đơn vị. Vậy chúng ta vẽ như vậy.
tăng 7 đơn vị và cái này tăng 2, chúng ta xác định được cái này. Bởi vì sẽ có những cái bài tập mà chúng ta không làm theo cái cách kia nữa mà chúng ta dùng cách này. Rồi, bạn nào hiểu được cái điều thầy vừa mới hướng dẫn cho bạn Long, bạn Khoa giơ tay. Chúng ta phải hiểu nhá, sau cái này xong là chúng ta có thể đi rất là nhanh. Chúng ta phải thực sự xác định là chúng ta hiểu. Chứ giờ không có chuyện mà giơ tay đại đâu nha. Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay chỗ này cho thầy. Những bạn khác thì sao? Khải, Quang Minh và Đình Khang. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra bạn Thúy Anh nào. À, Thúy An nào. Thúy An. Thúy An. Rồi. Cái câu hỏi ở bên dưới đấy là để nó phản ánh cái điều hồi nãy thầy nói đấy. Nếu chúng ta học ở trường, chúng ta chỉ quan tâm tới cái vẽ đồ thị bằng cách chúng ta chấm tọa độ, chúng ta vẽ làm cái rẹt, thì nó đâu có nói làm như vậy. Ở đây nó còn kiểm tra chúng ta xem có hiểu hay không. Đó. Vậy thì theo như thầy vừa mới giảng xong thì bạn Thúy An chọn câu nào trong này? Chọn câu nào? Người ta nói là câu phát biểu nào đúng liên quan đến cái này? Câu A đúng không? Câu A đúng. Phương Có đại diện cho cái quan hệ tỷ lệ. Rồi. Câu B. không ạ? Thay đổi trên y so với x là 7 trên 2. Đúng không? Không ạ. Không. Bởi vì chúng ta thấy là hồi nãy chúng ta mới nói là gì? Delta y trên tất cả x của chúng ta là mấy? Là 2 trên 7 đúng không nào? Nhìn lại coi. Phải không? 2 trên 7. Vậy thì làm gì có chuyện là sự thay đổi nó là 7 trên 2 đâu. Đấy, không đúng. Rồi, nói câu C, slope của nó là 2 trên 7 đúng không? Đúng không, Thúy An? Rồi, đúng. Câu C, sự thay đổi trên x 7 đơn vị so với sự thay đổi trên y là 2 đơn vị. Đúng hay sai? Câu D, đúng hay sai? Ý nói là Đúng đúng không? Đúng. X thay đổi 7 đơn vị. Đúng không? So với y thay đổi 2 đơn vị. Câu E là gì? X thay đổi mấy đơn vị đây? X thay đổi mấy đây? X thay Để đổi mấy? sai ạ. Để 6 đơn sai. vị. Tức nghĩa là X thay đổi 6 đơn vị, y thay đổi 21 đơn vị. Chúng ta lược giảm đi cho 3 đi. Đúng không? Đơn giản cho 3 đi. Thì dưới là 2, trên là 7. Là ra 7 phần 2. Trong cái đó cái gốc của chúng ta là 2 trên 7. Vậy chúng ta thấy nó sai. Đúng không? Rồi chúng ta thấy là chúng ta chọn 3 câu. Rồi ai đồng ý với 3 câu trả lời này giơ tay này xem. Ai đồng ý với 3 câu trả lời này? Đó là lý do tại sao thầy muốn các bạn hiểu cái tỷ lệ, chứ không phải thầy dạy cho các bạn chỉ biết vẽ hình. Nếu vẽ hình thôi thì đầy cách để vẽ hình nha các bạn, chấm 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 điểm giống trên trường các bạn học á. Nhưng mà cái này nó đòi các bạn phải hiểu về tỷ lệ. Thầy vẫn chưa thấy bạn Nghi, bạn Nghi, bạn Khoa, Quang Minh cho ý kiến. Thầy biết các bạn gặp khó khăn và kêu khó là ở cái chỗ này. Thì bây giờ bạn Hà Anh đã hiểu chưa? Khẳng định cho thầy xem. Hà Anh. Em cũng hiểu hơn rồi thầy. À, hiểu hơn thôi chứ chưa thực sự hiểu à? À. Giờ thực sự hiểu chưa? Hay mới hiểu tí tí thôi? À. Bây giờ về nhà luyện tập nhé. Được chưa Hà Anh? Dạ. À, chúng ta muốn hiểu hay không? Nó phụ thuộc vào chúng ta làm gì? Làm bài tập nha. Chúng ta làm bài tập. Khi bài thì thầy mới dạy xong cái nào thì chúng ta cố gắng chúng ta kiếm những bài thầy mới dạy làm trước, là chúng ta sẽ mau nhớ hơn. Phải kiếm ngay những cái bài thầy mới ôn, kiếm ngay làm về.
Nếu mà bạn nào chưa làm được, chúng ta kiếm ngay bài đó. Cần thiết các bạn mở ra, các bạn cũng thể kiếm ở bên trên đấy để kiếm đúng bài này, các bạn tự luyện lại. Nếu như chúng ta đã làm được rồi, như bạn nghi chẳng hạn đã làm được rồi, nhưng mà chúng ta chưa chắc chắn, tự luyện lại một lần nữa để xem chúng ta nắm được hay chưa. Nhớ không Nghi? Thấy chưa? Yeah. Rồi. Chúng ta phải tự thôi. Chúng ta làm được. Ví dụ lúc trước chúng ta làm 10 lần thì chúng ta làm được. Bởi vì chúng ta không có hiểu, chúng ta làm lại 10 lần. Giờ chúng ta thử lại, tự mình khẳng định coi là làm được không? Làm lại để xem coi một lần trúng bóc hay không. Nếu chúng ta làm một lần chúng ta trúng bóc, tức nghĩa là chúng ta thực sự hiểu. Còn chúng ta chưa hiểu thì chúng ta cũng phải luyện tập, rồi từ từ nó sẽ gỡ dần ra nha các bạn. Và những bạn nào mà cảm thấy ngán ấy, chúng ta nên sắp lại cái lịch làm bài. Ví dụ như thầy dạy thứ hai thì các bạn cần phải làm bài vào cái ngày thứ ba hoặc thứ tư, nó gần với cái ngày thầy mới dạy. Các bạn trong đầu các bạn còn nhớ đúng không, tại sao mà sáng học chiều chúng ta phải làm bài một tí hoặc ngày mai chúng ta làm thì chúng ta dễ nhớ hơn, tại vì chúng ta mới nghe. Còn bây giờ chúng ta để đến cuối tuần hay lâu quá chúng ta mới làm, chúng ta quên sạch rồi, não chúng ta dùng những cái thông tin khác nó xóa sạch rồi, nên chúng ta gặp khó khăn thôi. Nên những bạn mà thực sự học mà chúng ta có khó khăn, chúng ta phải điều chỉnh lại phương pháp học nha. Rồi tạm thời thầy dừng ở đây. Rồi tính ra cái slot nó 9 phần 1, tức là câu nào, câu nào Câu câu nào à. câu A. Rồi chúng ta tính cái slot của nó ra là câu A. Thầy sửa thêm một lần nữa để những bạn chỗ này, bạn nào còn thắc mắc thì chúng ta làm rõ. Rồi bạn Minh Khôi đâu? Minh Khôi. Rồi cho thầy biết coi là cái slope của nó từ đây x này sang x này là nó tăng mấy đây? Tăng mấy? Tăng 7, là cộng 7 đấy. Từ cái y này sang y này là tăng mấy? Năm Tăng 5. Vậy là cái slope của chúng ta là mấy? Slope là mấy? năm bảy À, slope là bằng sự thay đổi trên y là 5 chia sự thay đổi trên x là 7, đúng không? Vậy là chúng ta chọn câu nào? Câu Câu B. B. Rồi bạn Khoa đâu? Khoa. Khoa. À. Sự thay đổi của cái gì đây? Cái này là ớt hay y? Y này, đọc Y ớt nha. ớt là nó tăng hay giảm? Nó giảm 10 này. Từ trừ 10 lên không mà. Tăng mấy? Không không này Vậy từ số trừ 10 lên không mà tăng không gì? tăng một Sao tăng 1? tăng 10 rồi À, tăng 10. Còn cái y này là nhiêu? Tăng hay giảm? giảm rồi Giảm mấy? giảm bốn Ai nói? Nhìn nhầm lại nhầm cái ba trục số coi. Nhìn trục số coi. Về làm cái bài về number, về số âm cho thầy nha. Làm bài tập nhiều vào. Chỗ này chúng ta thấy là chúng ta chia ra trừ 4. Vậy thì chúng ta muốn thay đổi từ 1 mà đến trừ 4 là chúng ta phải đi qua đâu? 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? Cái này là nó giảm. Giảm tới đây là giảm 4 này. Giảm 4 này. Đây là nó giảm 1 này. Vậy từ 1 đến trừ 4 là nó giảm tới mấy? Giảm tới mấy? Giảm mấy? giảm tới năm rồi Giảm 5. Vậy tỷ lệ nó là nhiêu? Slope là mấy đây? Đọc đi. mười phần năm mười phần trừ năm
đổi trên y trước mà. Trừ 5 phần 10 này là bằng D thôi. Trừ 5 phần 10. Thầy đề nghị phải luyện tập nhiều hơn nha. Chia trên dưới cho 5. Cho trừ 1. Dưới này là 2. Và chúng ta ra được trừ 1 phần 2. Chúng ta phải luyện tập nhiều để chúng ta có cái phản xạ cho chính xác. Rồi. Nói chung về cái slope đi qua 2 điểm. Bạn nào nắm được giơ tay thì xem coi. Slope đi qua 2 điểm mà. Chúng ta tính thật ra thì chúng ta xem cái sự thay đổi của nó thôi mà. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta xem coi là sự thay đổi cái này. Bạn Hà ăn đậu. Nhìn vào đây coi cái sự thay đổi như thế nào Hà ăn. Lên tiếng. Hà ăn đậu. Lên tiếng, thầy chưa nghe gì hết. Dạ. Ok. Ở đây người ta cho mình cái phương trình này có ý nghĩa là gì đây? Ý Dạ. nghĩa là sao? Cái đồ thị nó như thế nào? Dạ đồ thị ơi. Y bằng 5 có nghĩa là dù ít bao nhiêu đi nữa thì cái giá trị y nó luôn luôn bằng 5 đúng không? Ừ. Đúng không nào? Cái phương Dạ. trình mà ta ghi y bằng 5 tức nghĩa là nó sẽ là cho chúng ta biết rằng ít bằng bao nhiêu không quan trọng, nhưng mà cái y luôn luôn bằng 5. Vậy thì nếu mà thầy lấy ít ở đây mà y nó luôn bằng 5 chỗ này, nếu thầy xem đây là giá trị 5 thì xem đây là 5. Và khi ít thầy nó có là ở đây thì y nó có bằng 5. Vậy thì nó đi qua hai cái điểm này này. Đó. Thì thầy đã vẽ được cái đường thẳng y bằng 5. Đúng không? Thì người ta mới đang hỏi là cái nào, người ta đang hỏi cái gì thì nó là y intercept của cái y bằng 5. Tọa độ nó đâu? Y intercept là cái đường thẳng này nó cắt trục y đấy. Là tại mấy đây? Mấy đây? Tọa độ nó là mấy? Là Năm. mấy? Tọa độ mà. Cái điểm này nó có tọa độ là bao nhiêu? Ít bằng mấy? Ít bằng không. Ít bằng không, y bằng mấy? Chắc y bằng năm. Vậy nó là câu nào? Chắc câu B. Đây. Nó đang hỏi cái y intercept của cái phương trình này. Vậy thì chúng ta phải biết rằng là cái đường thẳng này nó như thế nào, chúng ta phải vừa mô tả ra, chúng ta mô tả nó là cái đường thẳng như vậy đó, tức nghĩa là cái slope nó luôn luôn bằng không, đúng không các bạn? Cái slope nó luôn luôn bằng không, tức là sự thay đổi trên đất là bao nhiêu không cần biết, nhưng mà cái y là nó cố định, cái y nó cố định, nó đâu có lên xuống đâu, nên nó sự thay đổi trên y là của cái này là sự thay đổi trên y. Dù thầy đi từ điểm này đến điểm này, cái y thầy không thay đổi. Nên khi thầy tính cái slope delta y trên delta x đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái delta y này không thay đổi nên nó luôn luôn bằng không. Và cái x này thầy muốn lấy thay đổi bao nhiêu cũng được, ví dụ bằng 1 hay nhiêu cũng được. Thì chúng ta luôn luôn thấy cái slope nó bằng mấy đây Hàn? Slope bằng mấy? Nó Hả? là slope Bằng mấy đây? là không. Bằng không. Cái slope bằng không tức là luôn luôn nằm ngang đấy các bạn. Đường thẳng nó nằm ngang. Và y nó bằng 5 cho biết rằng cái giá trị của y nó cố định, nó bằng 5. Nên cái đường thẳng luôn luôn là nó song song với cái trục hoành và đi qua cái giá trị giao nhau chỗ này là 5. Và chúng ta cũng tìm được cái y intercept của nó. Cái điểm này này, x bằng 0, y bằng 5 nha. Chúng ta check cái này gái. Kiểm tra bạn từng nghi. Từng nghi đâu? Dạ. Rồi. Người ta hỏi y intercept của này là bằng mấy? Biết không? À. Bằng âm 2x cộng 6. Không, người ta hỏi y intercept mà.
Y-intercept là đường thẳng cắt trục nào? Cắt trục đứng. Nó cắt trục đứng. Vậy thì cái điểm mà nó cắt trục đứng tức là x bằng mấy? X mấy? Dạ, ít bằng không. X bằng 0. Thì cái điểm này nó cũng nằm trên cái đường thẳng này. Vậy thì x bằng 0 thì y nó bằng mấy? Y bằng mấy đây? Dạ, y bằng 6. Y bằng 6. Chúng ta thấy x bằng 0 ở đây, chúng ta tìm được bằng 6, y bằng 6. Vậy thì cái tọa độ nó là câu nào? Dạ, có C. Câu C. Rồi, ai hiểu được cái y intercept với đường thẳng? Giơ tay. Tới đây rồi các bạn phải tự xác định nha. Rồi bạn Đình Khang cho thầy biết coi là cái slope của cái này nó là bao nhiêu. Slope của cái này là Mấy? là slope của cái này là 4 ạ. À, 4. Đúng rồi đấy. Chúng ta nên nhớ cái giá trị này, thầy gọi nó là I0 chẳng hạn. Đấy. Vậy thì khi mà thầy chuyển cái trừ 5 này qua này, thầy thấy nó là y trừ cho trừ 5. À, được không? Và cái 4 này này, thầy xem nó là 4 nhân cho x, thì nó chính là x trừ 0. Đúng chưa? Vậy thì thầy có thể chuyển cái biểu thức này qua bên kia. Thầy sẽ được là y trừ cho trừ 5. Chia cho mấy? Chia mấy đây? Đọc cho thầy nghe. Cho bốn ạ. Không, chia cho x trừ. X trừ không Bằng mấy? bằng 4. bốn. Rồi. Và chúng ta thấy là cái giá trị y này trừ cho giá trị y ban đầu. Thì cái này nó có phải là sự thay đổi trên y không? Có không? Vâng. Còn ở dưới chính là x trừ cho không là sự thay đổi trên gì? Trên x. À, vậy thì cái này nó chính là cái slope. Đúng chưa nào? 4 này Vâng. là slope. Nên người ta mới nhấn mạnh cho chúng ta một cái phương trình tổng quát là y bằng ax cộng b đấy. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái a này người ta định nghĩa nó là slope nha các bạn. Nên các sau này các bạn nhìn vô biết ngay cái hệ số nhân với x được định nghĩa là slope. Còn cái b này chính là cái giao điểm trục đứng, thì chúng ta kết luận là nó cắt tại trừ 5 nha. Vậy chúng ta hỏi slope điền ngay bằng 4 vào đây là xong thôi. Thầy kiểm tra bạn Khoa nào? Khoa. Dạ. Người ta yêu cầu hoàn thành phương trình đường thẳng có slope là mấy? Cho là slope là mấy đây? Mấy? Là bằng chữ 2 thầy. Trừ 2. Không có tắt mic. Thầy đang hỏi mà. Nên cứ À. để mic đấy mà trả lời. Nên cứ tắt tới tắt lui là chúng ta không trả lời được. Dạ. Tiếp, chúng ta đọc vào đây, chúng ta phải hiểu cái giá trị trừ 2 này là đang nói đến cái slope của cái đường thẳng người ta cho. Còn người ta cho cái y intercept. Vậy thì lúc nãy thầy mới nói y bằng ax cộng b là một cái đường thẳng tổng quát với a là slope, với B là cái giao điểm. Vậy chúng ta có biết được phương trình nó là gì không? Đọc nghe. Trừ 2 nhân cho 0 cộng cho trừ 8 Y thầy. trừ 2 nhân cho x. Trừ 2 nhân Chợ cho x cộng mình. cho cái giao nhau ở trên trục Y là chính là B đấy. Vậy nó là bao nhiêu đây? Trừ 8. Đúng chưa nào? Trừ 8 đúng rồi thầy. Còn ít là bằng 0 thôi. Không, không có cần x gì bằng không gì cả. Dạ. Khi người ta viết 0 trừ 8 là thể hiện tọa độ của điểm giao. Còn khi người ta hỏi B chỉ là hỏi cái vị trí mà nó cắt trên trục Y thôi. Được chưa? B chính là cái vị trí cắt trên trục Y. Rồi, vậy thầy viết vào đây là trừ 2x Dạ. trừ 8. Được chưa? Dạ. Rất đơn giản. Chỗ này. Và đây á,
Chúng ta cũng có thể viết như vậy nữa này, là chúng ta biết được cái slope là gì, là sự thay đổi trên ý. Thầy mời bạn là bạn Hà Anh. Hà Anh, Dạ. định nghĩa của slope là gì đây? Là sự thay đổi trên ý, trên sự thay đổi trên gì, Dạ. bằng mấy, đề bài cho bằng mấy, mấy đây, Dạ. slope là Hai. mấy, trừ hai đúng không, hay là chúng ta hiểu nó là trừ hai trên một được không hán? Dạ, được. Rồi cho thầy nói tiếp nha. Sự thay đổi trên y, nếu thầy lấy tọa độ của này làm gốc này, tức là từ vị trí này nó thay đổi, thì thầy ghi sao? Từ vị trí y là trừ 8, được không? Thầy thay đổi đến, tức là vị trí này là 0 trừ 8 đấy. Thì cái đường thẳng này thầy đang xét đấy, là thầy đang xét đến cái vị trí thay đổi này, là tọa độ nó là m, mà thầy chưa biết thì nó lớn là x y, được không? Được không? Thầy chưa biết tọa độ m thầy gọi nó x y. Còn cái tọa độ của chỗ này này nó là 0 trừ 8. Đó, 0 trừ 8. Thì lúc nãy chúng ta nói cái gì? Chúng ta nói là sự thay đổi trên ý là từ trừ 8 lên ý, thì nó thay đổi như thế nào? Có phải chúng ta lấy y trừ mấy? Trừ mấy? Trừ cho trừ 8 không? Sự thay đổi trên y chỗ này có phải là chúng ta lấy y trừ cho trừ 8 không? Đúng không? Chúng ta lấy hai cái tọa độ y này chúng ta trừ cho nhau. Chúng ta lấy y trừ cho trừ 8. Thầy biết ở đây nhá. Còn cái x là nó thay đổi sao? Từ 0 lên x. Vậy thay đổi của nó là x trừ mấy? Trừ mấy? Không. Trừ 0. Và cái slope của nó vẫn là trừ 2 đúng không nào? Tại đề bài nói mà. Vậy thầy có viết được cái phương trình đó chưa? Thầy viết lại nha. Rồi thầy viết này. Y trừ cho trừ 8. Thầy viết lại. Y trừ cho trừ 8 bằng x trừ 0 chính là x. Thầy nhân chéo lên được không? Vậy nó là trừ 2x đúng không? Đúng nào? Dạ. Rồi thầy chuyển cái này, trước dấu trừ thầy chuyển cái bên này thành cộng. Vậy thì thầy sẽ được y bằng trừ 2x cộng cho gì? Trừ 8. Thầy chuyển nó qua. Vậy nó có giống nhau không? Hàn, giống không? Tôi giống. Giống. Đó. Chúng ta, cái bài gốc là chúng ta phải vận dụng cách thầy vừa mới nói đó, là sự thay đổi trên y so với sự thay đổi trên x bằng trừ 2. Mà nó thay đổi từ đâu? Từ cái vị trí cắt này nó thay đổi. Thì chúng ta thế tọa độ vào này, đúng không? Chúng ta tính cái sự thay đổi nó này. Mà cái phương trình đường thẳng này là cái điểm nó nằm trên này nó là xy chứ còn gì nữa. Chúng ta đâu có biết giá trị cụ thể đâu. Chúng ta gọi nó là xy. Vậy là chúng ta dựa ở đây, chúng ta viết được phương trình đường thẳng. Thay vì chúng ta học thuộc ở trên trường, chúng ta học chương trình bổ dục á, là chúng ta sẽ học thuộc y bằng ax cộng b nha. Học thuộc cái này để làm gì? Để nó cho slope thì chúng ta thế vào đây, nó cho giao điểm tại y thế vào đây. Nhưng mà bây giờ bài khác mà nó khó hơn, nó không có cho cái giao này thì sao? Nó cho một điểm bất kỳ làm sao? Ví dụ 2 trừ 8 thì sao? Đúng không? Thì làm sao chúng ta làm? Chúng ta phải vận dụng cái cách của thầy là tổng quát nhất trong tất cả các cách. Dù nó cho tọa độ y z hay không y z, chúng ta xài được hết. Rồi, bạn nào nắm được cái cách tổng quát của thầy giơ tay thì xem. Một bài toán nó chỉ cần cho slope và cho một điểm A đi qua có tọa độ là bao nhiêu đó, ví dụ đi qua là tọa độ là m n đi, thì các bạn cũng vận dụng cách của thầy để chúng ta viết được nha. Bất cứ một bài nào chúng ta cũng làm được hết. Rồi chúng ta vẽ đồ thị dựa trên cái slope này. Mời bạn Minh Khôi nào.
Không tới bạn Minh Khôi làm bài nha. Không biết còn không? Dạ. Đang nghỉ hè hay sao mà không thấy thoát sớm đi học vậy? Nghỉ hè hay sao? Yeah. For break. Off break. Rồi. Bây giờ chúng ta có cái đường thẳng này rồi. Thì chúng ta vẽ làm sao, nói thì nghe coi. Ý tưởng vẽ sao? Chiều Chúng ta nhìn chín nhé. vào, chúng ta biết là nó cắt trục đứng tại đâu đây, biết không? Chiều Tại chín. mấy? Trừ 9. Vậy là nó cắt tại cái điểm nằm trên trục đứng là trừ 9, nên thầy quất điểm trừ 9 chỗ này chưa? Đúng không? Chúng ta À. đây chúng ta mới nói xong B. B là trừ 9. Là nó cái đồ thị nó sẽ cắt trục đứng đó, nhận diện nó ngay. Rồi cái slope nó bằng mấy? Slope Slope nó bằng là mấy? 4. Cái slope nó bằng 4, tức là tỷ lệ thay đổi trên y trên tỷ lệ thay đổi trên x là nó bằng 9, hay thầy gọi nó là 9 trên mấy? 9 trên mấy? bốn Đâu phải 9 đâu nhỉ? Nhầm, 4 mà. 4 trên mấy? trên trừ Mấy? chín. Đâu có 4 trên 1. Chúng ta đã gọi cái slope này nó là 4 thì nó chính là 4 trên 1. Đúng ý chưa? Yeah. Vậy có nhìn vào đây chúng ta biết được cái x thay đổi là bao nhiêu không? Ít thay đổi một X thay đổi 1, còn y thay đổi là mấy? bốn 4. Vậy đây, nó đang là x là zero thì thay đổi nó là 1, được chưa? yeah. Rồi y nó tăng mấy? Tăng mấy? Tăng Tăng 4 thì nó lên 4 đơn vị này, nó về số mấy? Trừ 5. trừ Trừ 5 đúng không? Vậy là chúng ta dựa từ cái điểm bắt đầu và dựa vào cái slope để chúng ta thay đổi. Còn cách vẽ trên trường là chúng ta chấm hai điểm, đúng không? Chúng ta lấy x bằng không coi y bằng mấy. Rồi x bằng 1 thì y nó bằng mấy? Thì cái cách trên trường là chúng ta chấm hai tọa độ để chúng ta vẽ. Nhưng mà thầy không có dùng cách đó. Trên trường các bạn xài kệ các bạn. Nhưng thầy vẫn dùng cái khái niệm slope để cho chúng ta hiểu được cái phương trình đường thẳng có slope là như thế nào. Để làm gì? Để chúng ta nhận diện ra được cái đặc điểm của nó. Là cái phương trình đường thẳng nó có đặc điểm là gì? Cứ một cái điểm nào chúng ta thấy cái slope nó đều giống nhau, là x nó tăng một đơn vị thì y nó tăng bốn đơn vị. Bây giờ thầy có lấy cái điểm ở tại vị trí này đi, thì các bạn cũng sẽ thấy là gì? X nó tăng một đơn vị thì nó sẽ tạo ra một cái điểm mới cũng là tăng bốn đơn vị. À. Nói cách khác là khi thầy chấm hai điểm bất kỳ nằm trên này nha, thì cái tỷ lệ thay đổi của nó bắt buộc phải bằng 4 nha. Vẫn bắt buộc phải bằng 4. Ví dụ thầy lấy từ điểm này thầy dịch chuyển qua đây là ngang 2, lên đây phải là 8, đúng không? Thầy lấy tỷ lệ thầy thấy nó là 8 trên 2 thì thực ra nó cũng bằng 4. Vậy thì cái phương trình tuyến tính hay gọi là phương trình đường thẳng đấy thì nó có đặc điểm là cái slope của nó luôn luôn không thay đổi nha các bạn. Tỷ lệ nó đâu có thay đổi đâu. Đấy. Thầy có lấy tới đây thì thầy có tăng lên 2 thì cái kia phải tăng lên 8. Nghĩa là cái slope nó không thay đổi. Và cái slope này nó còn hàm ý là cái gì? Là cái góc. Đó, cái góc này. Đó, cái góc. Cái góc ngang này này. Chúng ta thấy nó bằng nhau. Thì ở Việt Nam người ta còn gọi cái này là hệ số góc nha các bạn. Sau này chúng ta học về tỷ số lượng giác đấy, đúng không? Là chúng ta lấy cạnh đối, các bạn chỉ cạnh kề đấy thì nó là tỷ số lượng giác và ta thấy cái góc nó không thay đổi, thì ở Việt Nam người ta còn gọi là hệ số góc. Nhưng mà nước ngoài thầy ông thấy người ta gọi hệ số góc mà người ta thì gọi là slope rồi, là độ dốc, đúng không? Khi thầy tăng cái này lên bao nhiêu thì cái kia nó phải tăng lên bấy nhiêu, mà cái tỷ lệ đấy không thay đổi. Thầy mời bạn Kiệt nào. Dạ Kiệt. thôi. Rồi vẽ cho thầy này coi. Cắt tại đâu? Dạ cách tại là dạ ba.
Ông thì đang hỏi nó cắt trục đứng tại đâu, nhìn vào thể nhận diện được B ngay. B bằng mấy? B. B bằng B. mấy? Phương trình tổng quát của nó là y bằng ax cộng b này, từ nãy giờ thầy giảng không để ý à? Giờ đang tính. Nó cắt cái gì? Cắt trục nào? Giờ cách chụp ít. Ít đâu mà ít. Đấy, học hành làm thì rất là nhiều, thầy thấy là chui cả sang sát làm nữa. Chúng ta không có ráng học nhanh nghe chưa kẹt. Học là phải vững và phải không được chủ quan. Thầy thấy là có hiện tượng chủ quan học nhanh nhưng mà có sự chủ quan trong này là không được. Khi thầy dạy là phải chú ý, dạy mà chủ quan bỏ không nghe đi làm việc khác, đến khi hỏi lại bề nó là cái gì đâu biết đâu, ngồi nghe đi nhé, chủ quan thì ngồi nghe. Phạt ngày hôm nay bạn Thúy An trả lời cho thầy B là cái gì đây? Thúy An Yeah. B là cắt trục nào? Trục gì? Sao mạng nghe nó chập chờn này, coi lại internet đi nha. B cắt trục nào? Trục gì? Trục y. Vậy là cắt tại mấy đây? B là Bốn mấy? á, âm bốn, Âm bốn 4. á, Rồi, âm 4 nằm đây. Rồi cái slope của nó là bao nhiêu? Slope sắp là hai mấy? phần ba, 2 hai phần 3. phần ba, Vậy thì chúng ta nhìn cái ở trên là delta y hay delta x? À, hai là delta y hay là delta x? delta y ạ. Delta y nhá. Trên khi chúng ta nói slope là 2 phần 3, vậy thì 2 là delta y, còn 3 là gì? 3 là gì? Delta x. Vậy từ đây chúng ta bắt đầu từ cái điểm 0 trừ 4 thì chúng ta cho x tăng mấy? Tăng mấy? X tăng mấy? Tăng ba. Tăng 3. Rồi, tăng 3. Rồi cái y phải tăng mấy? Y tăng mấy? Y tăng hai không? Rồi. Vậy chúng ta vẽ được slope nó chưa? Rồi, ai đồng ý? Vẽ như vậy là đúng. Giơ tay. Sau ngày hôm nay là các bạn phải rành về mấy cái slope này cho thầy nghe chưa? Dạy là phải lo về làm bài ngay. Không mà để nó quên. Còn các bạn trên trường các bạn vẽ theo cách chấm tọa độ thì tùy các bạn nhé. Nhưng mà thầy khuyên các bạn nên dùng cái cách của thầy để chúng ta hiểu rõ về khái niệm slope. Bạn Quang Minh nè, đang làm gì không thấy phản hồi là sao? Mấy bạn khác thì sao? Rồi thầy mời Tường Nghi xem, trả lời cho thầy. Nó bắt đầu từ điểm nào? Điểm nào? Nhìn vào phương trình này chúng ta vẽ là bắt đầu từ điểm nào đây? Từ nãy giờ thầy đang làm. Điểm nào? Ít thầy. Sao ít được? Chúng ta đang lấy một cái điểm bắt đầu nó là bao nhiêu đây? Bảy Âm 7, tức nghĩa là nó cắt trục nào? dạ chục y Trục y. Nó cắt trục y tức là x bằng 0, y bằng bao nhiêu? âm bảy Âm 7. Giờ slope nó bằng mấy? giờ bằng hai Bằng 2. Vậy là x nó thay đổi là mấy đơn vị? dạ hai. Gì 2? Từ nãy giờ nói cái slope là delta y trên delta cái này bằng 2, tức là 2 trên mấy? 2 là 2 trên mấy? Hiểu ngầm 2/1. 2 trên 1. Vậy thì có biết được cái delta thay đổi mấy không? Dạ 1. Một đơn vị. Và y tăng mấy? Bảy. Sao tăng 7? Này, delta y này bằng mấy đây? 2. 2. Vậy từ đây chúng ta phải tăng 2. Nằm đây. Có hiểu chưa Nghi?
Có hiểu được khái niệm slot chưa? Hả? Dạ rồi. À. Vậy chúng ta dựa vào phương trình này là chúng ta phải định hình ra được. Từ nãy giờ thầy nói, cái hệ số của ớt này nó chính là slope. Mà cái slope này nó là 2, tức là 2 trên 1. Mà 2 trên 1 này là delta y trên ớt. Delta y trên ớt. Vậy thì chúng ta hiểu cái tỷ lệ này là ớt tăng 1 và y tăng 2. Vậy chúng ta lấy từ cái điểm bắt đầu nó giao nhau này, là nó tăng 1 này, ớt tăng 1 này, y tăng 2 này, là chúng ta xác định được nó. Rồi, thầy qua cái này. Các bạn về nhà tự kiếm bài luyện tập thêm đi Dương ý. Tự làm luyện tập thêm, luyện tập lại. Mặc dù thầy thấy đã làm rồi đó, nhưng mà phải tự luyện tập lại cho thầy nhé. Dùng cái cách mà thầy nói đó. Rồi, tính slope intercept đi qua hai điểm này. Quang Khải đâu? Quang Khải. Cái bài học nó chỉ có một duy nhất là đi qua một điểm và slope, đúng không? Vậy thì chúng ta xem coi là cái phương trình tổng quát của chúng ta là y bằng ax cộng b. Với a là gì? Trả lời. A là gì? A là gì đấy? A là gì? A là gì? K là unit ray. A nó là slope. Y là unit ray. Rồi. Còn B là cách trục. Trục gì? Trục y. Cách trục y. Nhưng mà chỗ này người ta không cho cách trục y, mà người ta cho chúng ta tổng quát là đi qua hai điểm. Đúng không? Đi qua hai điểm. Vậy thì chúng ta phải xác định coi là nó di chuyển từ điểm này tới điểm này thì ít là nó tăng hay giảm? Tăng hay giảm đây? Tăng hay giảm? Tăng Tăng mấy? tăng hàng Tăng 2. Còn cái y này nó tăng hay giảm? à, tăng Hả? tăng Tăng mấy? tăng một Tăng 1 nha, thầy ghi là cộng 1 luôn á. Cái này thầy ghi cộng 2 luôn để thể hiện nó là tăng. Chúng ta tính nó ra này, chúng ta chỉ cần lấy cái sau là trừ 4, thầy trừ cho cái trước, đúng không? Là thầy xác định ra cái sự thay đổi của x là 2, hay còn gọi là tăng 2. Cái delta y nó là tăng 1. Vậy slope nó bằng mấy? Slope bằng mấy? một Slope bằng phần mấy hai đây? Slope của nó là 1 phần 2 này. Rồi, slope 1 phần 2. Vậy thì vẽ cái đường thẳng này nhá. Vẽ cái đường thẳng này. Thì bây giờ chúng ta thử xem coi là chúng ta cần viết phương trình đường thẳng. Tức nghĩa là thầy đang muốn xác định một cái điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng này là điểm M, có tọa độ tổng quát là xy. Vậy thì chúng ta có thể tính được cái slope của nó không? Slope đó là mấy? một phần hai No. Chúng ta tính cái slope từ cái điểm này lên điểm M cơ mà. Thì chúng ta phải lấy cái gì? Chúng ta tính cái tỷ lệ thay đổi nữa thôi. Là gì? Delta y là chúng ta lấy giá trị y, chúng ta trừ cho cái y của cái điểm này được không? Y điểm này là mấy đây? từ năm Trừ 5. Chia cho sự thay đổi của x thì chúng ta lấy tọa độ x này, chúng ta trừ cho cái điểm xuất phát của nó là mấy đây? từ Trừ 6. Trừ 6 đấy nha, trừ 6. Rồi. Trừ 6. Vậy thì chúng ta đã có phương trình này rồi đó.
nhưng mà nó chưa đưa về cái dạng y bằng mấy, nên chúng ta phải viết tiếp. Viết sao đây? Thầy tính cái này ra là nhiêu? Lỡ x cộng mấy? x cộng À, vậy thầy nhân chéo nó lên, tức là 1 phần 2 nhân mấy? 1 phần 2 nhân cho 6. X cộng 6, thầy nhân chéo lên. Thì bên tay trái thì còn lại cái cục này đó, là y cộng mấy? Cộng 5. Cộng 5. Bây giờ thầy muốn viết tiếp là thầy phải chuyển cái cục 5 này qua bên kia để thầy có y bằng gì đây? Bằng gì? Bằng cái đằng trước này của chúng ta. Chúng ta có thể nhân triển khai vào luôn. Là nhiêu? 1 phần 2 nhân x. Được không? Dạ. Rồi. Rồi 1 phần 2 nhân 6 là nhiêu? 3. 3. Rồi 5 thì thầy chuyển qua bên kia là trừ 5. Vậy thầy phải tính hai cái này ra là mấy? Từ 2. Trừ 2. Vậy chúng ta có phương trình là y bằng 1 phần 2 nhân x. Sau đó chúng ta trừ mấy? Trừ Từ mấy? 2. Trừ 2. Rồi, ai hiểu khái niệm này giơ tay để xem. Chúng ta vận dụng cái gì ở đây? Chúng ta nhìn lại nhá. Thầy check xong, thầy cho các bạn nhìn lại. Tại sao nó là như thế? Thì chúng ta phải đi từ cái vấn đề này. Thầy vẽ lại. Khi chúng ta có một cái đường thẳng đi qua hai điểm A và B, mà cái đường thẳng này á, người ta yêu cầu chúng ta tìm một cái điểm M bất kỳ nằm trên này. Tức nghĩa là điểm M đó nó chạy lung tung, chạy trên chạy dưới, chạy muốn chạy đâu chạy. Tức nghĩa là cái giá trị chúng ta chưa biết, nó có quyền chạy. Nhưng mà thầy biết nó có tọa độ là xy. Vậy thì cái đặc điểm của cái phương trình này nó có đặc điểm gì? Là cái tỷ lệ thay đổi từ A đến M này. À. Thầy gọi nó là cái slope tương ứng với cái M. Và thầy thấy rằng cái đặc điểm của nó cũng chính là bằng với slope từ A tới B. Nên thầy gọi cái slope của AM này nó cũng chính là cái slope của ai đấy? Bạn Nghi. Slope của ai? Của ai Nghi? Dạ. Của AB đúng không? Hai slope nó có bằng Dạ. nhau không? Dạ bằng nhau. Rồi. Vậy thì thầy tính cái slope của AM thì tổng quát lên là gì? Là thầy lấy cái giá trị y của M, thầy trừ cho cái giá trị y của A được không? Thầy gọi Dạ nó là được. tọa độ IA nha. Chia cho cái sự thay đổi của ai? Của x. Sự thay đổi của x. Sự thay đổi của x nè. Là gì? Có phải thầy lấy x, thầy trừ cho x nào? X nào đây? X của A không? X A. Đó là thể hiện cái này là slope của AM. Và nó phải bằng cái slope của cái AB cố định. Thì thầy xem nó là IB trừ cho y gì? Slope của AB chính là IB trừ y gì? IA. Thầy chia cho x gì? X gì? XB trừ x à. Đó. Vậy thì nó cho chúng ta đoạn tọa độ của AB rồi, chúng ta thay chúng ta tính được cái này. Chúng ta biết tọa độ của A thì chúng ta thế vào đây. Chúng ta nhân cái, chúng ta chuyển tính toán nó ra cái này. Nha các bạn. Nên cái này nó hoàn toàn đòi hỏi các bạn phải vững cái này cho thầy. Cái ở trên đây này. Những bạn nào chưa vững về cái khái niệm multi-step này thì làm ơn về làm cho thầy. Cái one step, two step này cũng thế, đúng không? Có những bạn đi học thêm rất nhiều và thầy thấy không có